Văn tế Rivier. Người ta còn kể lại rằng hồi thực dân Pháp lập mưu đánh chiếm lại thành Hà Nội, có cử một viên đại tá hải quân là Rivière, Henry Rivière ở Nam Kỳ ra để làm việc này. Rivière đóng quân ở Đồng Thủy, có tổ chức chỗ ăn ở, làm việc rất quy mô, chu đáo, hồng thống trị lâu dài. Nhưng chẳng được bao lâu, y đã bị giết chết trong một trận phục kích của quân cờ đen tại ô cầu giấy. Được tin y chết, triều đình Huế vội tư cho nha kinh lược bất Kỳ đến điếu tang. Tên quang kinh lược liền cử viên thượng biện ở nha, vốn là một nhà nho hay chữ, làm bài văn tế. Biết tính ông này hay trào phúng, lúc giao nhiệm vụ, viên kinh lược đã dặn đi dặn lại phải chúc tụng thế này, biểu dương thế nọ. Nhưng ông thương biện, miệng thì vân dạ mà bụng lại nghĩ khác, nên ông làm ra bài văn tế như sau. Nhớ ông xưa, mắt ông xanh lè, mũi ông thò lỏ, đích ông cưỡi lừa mồm ông hít chó buồn ông bày toàn những chai vườn ông trồng toàn những cỏ nhà ông ở đường tây ông vào làng mật đỏ để dẹp cờ đen cho yên con đỏ ai ngờ nó giết chết ông nó mang đầu ông đi nó bỏ xác ông đó chúng tôi vâng lệnh triều đình tế ông trứng một ổ chuối một buồng ông ăn cho no ông nằm cho yên thây ông đây kia đầu ông đó nọ khốn nạn thân ông đéo mẹ cha nó. Bài văn làm xong, viên kinh lược không dùng, nhưng viên thương biện đã đem đọc cho bạn bè nghe, và chỉ một loáng nó đã được truyền miệng đi khắp 36 phố phường. Chim Bách Thanh Tú xương tên thật là Trần Tế Sương, nguyên tên Trần Duy Uyên, quê ở làng Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, sinh năm 1870 và mất năm 1907, năm Thành Thái thứ sáu, năm 1894. Ông thi hương đậu tú tài, rồi lăn lộn chật vật mãi trong trường cử nghiệp mà vẫn không đổ đạt gì hơn. Tú xương xuất thân là một nhà nho nghèo, tính tình phóng túng, hay làm thơ trào phúng đạt kích vào bọn quan lại đương thời. Thơ nôm của ông được quần chúng hết sức ưa thích. Tương truyền lúc nhỏ Tú xương học hành rất thông minh, khi lên 10 tuổi đã nổi tiếng về tài ứng đối. Một hôm, có khách đến chơi nhà. Ông khách thấy cậu bé Uyên khôi ngô nhanh nhẹn thì rất thích, xoa so đầu và hỏi han về việc học tập. Người bố thấy vậy, liền thay bé Uyên trả lời đó là con cả, học khá. Ông khách muốn thử tài, nhưng trông thấy trước sân có mấy chậu hoa đang nở rộ, đèn đọc một câu rằng Đình tiền ngủ sắc hoa, nghĩa là trước sân hoa trăm màu, Bé Uyên không phải nghĩ gì, trỏ tay vào lồng chim khứu treo ở hành lang, đối lại ngay. Lung trung bách thanh điểu. Nghĩa là trong lồng chim trăm tiếng. Ông khách nghe rồi gật gù khen ngợi mãi là đối đáp nhanh nhẹn, nhưng rất lấy làm tiếc về ý chim trong lồng và cho rằng hậu vận của bé Uyên sẽ bị kìm hãm vất vả, không thể vẫy vùng ngang dọc được. làm câu đối cho bà buôn gạo khóc chồng có một bà buôn gạo ở ven sông làm vợ kế một nhà nho nhà nho này có người vợ cả đã chết từ mấy năm trước nay chẳng may ông ta cũng lại theo bà về dưới suối vàng bà vợ kế liền làm đám cho chồng rất linh đình tương truyền nhà nho tú xương cũng là chỗ quen biết nhà nho nên có đến viếng nhân vậy tăng chủ bèn dọn rượu mời và đem giấy bút ra nhờ làm đôi câu đối khóc chồng nhà thơ gấp nhắm rồi để ngay một vế rằng Con cò lặn lội bờ sông, rủ rỉ ru con mà hóa thực. Rồi ngồi uống rượu tràn không để ý gì đến vế đối nữa. Mọi người xung quanh thấy vậy đều thì thào. Cô đối gì mà vớ vẩn thế? Nhà thơ Tú xương vẫn gắt ngoài tay, uống thêm dăm ba chén rượu nữa, mới ung dung viết nốt vế kia như sau. Gối vượng ngậm ngùi dưới suối bưng quân duyên chị lại từ đây. Phía trên thật đúng là cái cảnh bà buôn gạo khóc chồng, còn phía dưới nghe vừa buồn thương mà lại vừa có giọng trào lộng kính đáo thật thú vị. Mọi người bây giờ đều phục lăng và khen ngợi đủ điều. Nên nghĩa trăm năm Hương Sơn cư sĩ Nguyễn Hữu Khanh, quán xã Hương Ngãi, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây, là một bậc túc nho thời cận đại. Người ta còn kể lại rằng có một viên quan nọ gian díu với một ả đào. Đến khi khối tình đã kết, quan viên ta liền ruồng bỏ. Cô ả đào lo quá không biết làm sao, phải lánh sang tình khác. Rồi khi đã sinh nở mẹ tròn con vuông, cô ta bèn gửi con cho người làng để trở về làm ăn sinh sống nuôi con. Vừa lúc ấy, mặt mo sở khanh kia cũng lại vác đến. Ông Hương Sơn thấy vậy, liền làm hộ cô ta một bài để hát tiếp gã kia. Bài hát như sau. Mưỡng Đội tạ chúc nghĩa đèo bồng, tại ai há dám phụ lòng cố nhân. Lại đây xem lại cho gần, hoa xưa ông cũ, mười phân chung tình. Nói Cử biệt trùng phùng vô hạn cảm, nghĩa đồng tâm đâu nhẹ dám vô tình. Vẫn tai nghe tiếng trống lẫn hồi sên Kìa rõ khách ba sinh hay giấc điệp tịch thượng đê mi lan cú thiếp đăng liền giả tiện thiếp tu lan nào những ai khi chăn loan khi gối phượng khi hẹn ngọc lúc thề vàng nặng vì tình nên trót phải đa mang và những lúc đoạn tràng ai sẽ nữa thôi chuyện cũ kể làm chi nữa phím đàn này sẽ lựa tính tình xưa yêu nhau từ bấy đến giờ nghe xong bài hát gã quan viên cảm động hối hận ngõ ý đoán cô đào về kết tóc trăm năm thực sự nhưng điều không ngờ là gã lại bị cô ta cự tuyệt đã cho vào bực bố nguyễn hữu khanh vốn là người đa tình lúc ông đã gần thất tuần rồi mà vẫn còn vui chuyện hoa nguyệt còn hay đi hát ả đào thậm chí có khi cũng còn chồng ghẹo trêu chọc các cô nữa là khác lắm lúc các cô ả cũng bực mình, nên cứ gọi bẩn ông lạ, bố bố, cha cha, để cho ông bức nghịch. Một hôm, nhận thấy ông mới ló mặt ở cửa vào, các cô đã nhau nhau chạy ùa ra gọi chí chóe. Chào bố ạ, chào bố ạ. Nguyễn Hữu Khanh hiểu ý liền đọc cho các cô đôi câu đối toàn lấy chữ trong truyện kiều. Thôi còn nói chi con, nắng giữ mưa dình thêm tức nổi. Đã cho vào bực bố, quạt nồng ấp lạnh phải đền ơn. Thật là hớm hỉnh, nghe xong cô nào cô nấy đều dãy nảy lên chạy trốn vì biết không thể dùng lời lẽ nào mà địch lại với ông được. Giận lây cả sĩ vương Nguyễn Mộng Bạch, người Bắc Ninh, độ thủ khoa năm Giáp Ngọ năm 1834, nổi tiếng là một tay danh sĩ đương thời, nhưng trong khi các bạn đồng khoa người nào cũng đã ra làm phủ, làm huyện tọa, trấn một phương, võng lộng ngân ngang bạc tiền sủng soảng, thì riêng ông học giỏi đổ cao hơn họ. Nhưng vì bướng bỉnh không chịu luồn cuối, nên rút cục vẫn chỉ là anh Bạch Đinh. Cực hơn nữa, ông còn phải lưu lạc nay đó mai đây, mong tìm chỗ ngồi gõ đầu trẻ để kiếm miếng ăn mà cũng không xong. Làng thằng mãi lại trở về nhà, thời đồ bạch ngày càng cùng quẩn thậm tệ. Có lần ông đã phải thân thân rằng trót lầm trúng phải cái độc thi thư làm cho khổ kiếp này thì kiếp sau thà làm thân côn trùng mà được no say còn hơn. Rồi ông cảm khái lấy bút mực để lên vách hai câu thơ rằng Sinh tiền ngộ trúng thi thư độc, tử hậu ninh vi túy bảo trùng. Tạm dịch, sống đã trót lầm nghề sách vở, chết rồi thà hóa bỏ no say. Giọng thơ thật đắng cay ai oán chưa thôi ông còn giận lây cả đến sĩ vương là người tương truyền đã truyền bá chữ hán sang nước ta có lần đi qua đền sĩ nhiếp ông đã đề bài thơ trách móc sĩ nhiếp rất chua chát người ta còn nhớ được hai câu kết như sau thiên tự nhất kim vô xứ mãi tử quân đoan đích ngộ nhân đa tạm dịch nghìn chữ một đồng không chỗ bắn lão này đáo để hại người thay tan chở chốn quan trường. Dương Khuê, hiệu Vân Trì, người làng Vân Đình, Phụ Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông, sinh năm 1839, mất năm 1902, ông đỗ cử nhân năm 1866. Năm sau đỗ tiến sĩ, thời thực dân Pháp xâm lược nước ta, ông làm tổng đốc Nam Định, lúc về hưu thăng làm thượng thư. Dương Khuê rất mê hát ả đào. Một hôm, Khuê đến hát nhà cô Đào Tuyên ở ấp Thái Hà, cô này hát hay có tiếng đã đứng tuổi có chồng có con và chồng mới chết thấy quan lớn đến cô không từ chối được đành phải hát với điều kiện chỉ xin hát một bài thôi để nhường cho chị em khác vì cô đang có tăng chồng vốn là một quan viên máu mê dương khuê nghe xong bài cô tuyên hát liền sáng tác ngay tại chỗ một bài và ép cô hát thêm bài ấy bài hát như sau nhân vong cầm tay thương chàng hai mà hỏi lại cô hai tiện đây hỏi một đôi lời bản đàn ấy đã cùng ai so phím cũ hồng phấn kỹ nhàn vi quả phụ bạch đầu nang lão trác văn quân thế thì khi gió gác lúc trăng sân chừng bạch tuyết dương xuân còn tưởng nhớ gượng ngồi lại hát chơi khúc nữa ai trách chi tăng dở chốn bình khang xưa nay nghề nghiệp thế thường bài hát đã gây một phản ứng mãnh liệt cho cô Tuyên và toàn thể chị em ả đầu. Không những họ không chịu hát, mà còn lập tâm chờ có dịp để báo thù. Tình cờ thế nào mấy tháng sau thì bố Dương Khuê chết. Theo lễ giáo phong kiến con nhà đại gia có cha chết, ba năm không được cười đùa. Nhưng Dương Khuê lại là tay mê hát ả đầu. Một hôm không nhìn được, đành mặt tăng phục đến nhà cô Tuyên. Tuy vậy, ông ta vẫn giữ kẻ, nghe xong vài bài ông liền đứng dậy thưởng tiền và cáo từ nhưng cô đào tuyên vội vã cầm lại nói cụ lớn cố ngồi chơi tí nữa em hát lại bài hát lúc trước cụ lớn nghe bài gì bài của cụ lớn ấy bài nhân vong cầm lại mà hồi trước chúng em không ai chịu hát ấy dương khuê thích thú quá dục hát cô tuyên cất giọng cô hát đến câu chừng bạch tuyết dương xuân còn tưởng nhớ thì dừng lại một tí chúng chiếm cười ranh mảnh mà hát tiếp gừng ngồi lại nghe chơi khúc nữa dương khuê tưởng cô ả nhớ sai chữ hát nhớ ra chữ nghe đã muốn sửa nhưng vì đoạn hát đang hay dừng lại không tiện nên cứ lặng lẽ nghe nốt không ngờ ở câu sau cô tuyên lại hát ai trách chi tan chở chốn quan trường xưa nay nghề nghiệp thói thường thì ra cô Đào đã dụng tâm dùng bài hát của Dương Khuê để trả miếng Dương Khuê mà trả miếng hết sức đau. Câu chuyện đồn ra, ai cũng khiên cô Đào Tuyên là thông minh can đảm và cho đó là một kiểu gầy ông đập lưng ông rất lý thú. Đục chân vào đá Từ đạm hiệu là cúc nhân, đồ cử nhân đời thành thái, khét tiếng nịnh Tây và ăn hối lộ, Khoảng đầu thế kỷ 20, y được Pháp cất nhắc làm đến tuần phủ Ninh Bình. Thổ y mới còn là ám sát tỉnh này, để biệt đời rằng mình cũng là người thanh cao. Hàng năm đến mùa thu, y lại lên núi Dục Thúy, tức núi non nước ở Ninh Bình, thưởng cúc làm thơ. Một năm y làm được bài thơ như sau. Người cúc tính ưa cúc, bạn bè hồ chọn ai, mãn vui non với nước, có phúc được ngồi dai. Y chừng y cho thơ mình là tuyệt tác, nên nhân cao hứng y gọi thợ cho đục bài thơ ấy vào thành đá núi dục thúy để lưu truyền muôn đời ít năm sau được quay về ninh bình làm tuần phủ y lại lên chơi dục thúy lần này y cũng có mang thợ đá đi theo nhưng không phải đục thơ mà lại đục hai bàn chân của y vào đá núi các trí thức nho sĩ biết chuyện không xiết lắc đầu chết miệng tương truyền phạm ứng thuần một nhà thơ trào phúng ở nam định biết chuyện đó liền gửi cho từ đạm một bài thơ như sau Năm trước nghe quan đục mấy vần, năm nay ngài lại đục hai chân, khen cho đá cũng bền gan thật, chịu để cho quan đục mấy lần. Thì câu đối Từ đạm là viên quan gian ác mà xính thơ văn, xính ra câu đối thi. Người thức giả ai cũng ghét, một hôm nhân tiết trùng dương, mùng 9 tháng 9 âm lịch, y ra cho nho sĩ hàng tỉnh một câu đối thi như sau. Mùa thu tháng 9 lên chơi núi Có người đối Đầu trống canh năm Gọi thủng đồi Ban đầu Ngài Tùng Phủ không hiểu câu đối nói gì Sau mới hiểu ra Gọi thủng đồi tức là gọi đổi thùng Xưa ở các thành phố thị xã Cứ vào khoảng gần sáng là sở hoặc ti vệ sinh Cho người đi đến từng nhà Gọi cửa đổi thùng phân Lấy cái ý đồ để mà đối lại Cái sở thích của quan tuần họ từ Thì kể cũng mỉa mai ác độc thật lại một lần nhân dịp lễ thọ ngũ tuần đại khánh của mẹ kế khải định từ đạm đặt tiệc chúc mừng và cũng ra một vế đối thi rằng lễ thọ năm mươi mừng mẹ nước có người đã nhắm vào cái thói hay sơi của đúc của họ từ mà gửi đến một vế đối lại như sau bạc thuồng trăm một chết cha dân từ đạm đọc xong đau điếng người ngầm sai lính dò tìm tác giả vế đối để trị tội nhưng tìm đâu cho thấy Thơ Vịnh Kiều Tương truyền lúc từ đạm đang làm án sát Ninh Bình, có bắt giam một người học trò về tội quốc sự. Anh học trò bị giam không hề sợ hãi, cứ ngâm kiều tràn cả ngày cho mãi đến canh khuya. Lính canh sốt ruột quát mắng, không im cái mồm để cho quan giấc. Anh học trò trả lời, các người giam tớ chứ có giam được mồm tớ đâu. Bực mình lính gác vào thư quan, quan sai gọi anh ta lên hỏi, anh giỏi kiều thế kia à. Đã vậy phải làm ngay một bài Vịnh kiều Hay thì có thưởng Mà dở thì ăn đòn Anh học trò nghĩ một lát rồi đọc Khóa cửa phòng xuân Để đợi chờ Mà em mất nết tự bao giờ Chàng kim mê gái công đeo đẳng Viên ngoại chiều con Chết ngất ngơ Nợ trước hẹn hò con đĩ đạm Duyên sau gặp gỡ bố cu từ 15 năm ấy bao nhiêu sướng Còn trách làm chi Đứa bán tơ Đáng chú ý nhất là hai câu 5 và 6. Con đĩ đạm chỉ vào đạm tiên, bố cu từ chỉ vào từ hải. Nhưng đồng thời ghép hai tên ấy lại thì cũng là trỏ vào từ đạm để vạch mặt y làm quan cho pháp, cũng như con đĩ làm tiền. Từ đạm biết ngay là anh học trò chơi chữ để xỏ mình, xong vì thơ hay nên đành phải thưởng. vả chăng, nếu bới chỗ ngốc nghéo ấy ra thì cũng chỉ có hại cho từ đạm mà thôi, chớ có hay hớm gì. một lối dịch thơ kỳ lạ. Tư Diễn Đồng sinh năm 1866, mất năm 1922, người làng Hà Hồi, huyện Thường Tính, Hà Đông, trong một gia đình nhà nho nghèo. Ông tính nết ngang tàn hay châm biếm hài hước, từ lúc còn đi học đã nổi tiếng hay nôm. Năm 1906, ông Đỗ Tú Tài, người ta thường gọi là Tú Đồng hoặc Tú Từ. Ông không ra làm việc với chính quyền thực dân ở nhà dạy học và bốc thuốc khoảng năm 1908. Đốc học Hà Nội có mở cuộc thi dịch thơ đường theo một chủ trương cải cách văn hóa nào đó. Bài đưa ra dịch là bài thu hứng của Đỗ Phủ. Bách niên thế sự bất thăng bi, vương hầu đệ trạch giai tân chủ, văn vũ y quan dị tích thì. Trực bắc quan sang kim cổ chấn, chinh tây sa mã vũ thư trì, ngư long tịch mịch thu gian lãnh, cố quốc bình cư, hữu sở ti. Từ diễn đồng cũng gửi bài dịch dự thi, nhưng ông không cố ý tranh hơn thua mà chỉ nhân bài thu hứng này để nói lên ý nghĩa của mình đối với thời cuộc. Ông đã dịch rằng, Nghe nói trong kinh lắm chuyện đùa, nước đời sâu lắm nổi cay chua. Những con nhà khá đi đâu cả, một bộ đồ tuồng rặt mới mua. Tiếng trống lừng vang tin bắt được, mảnh tờ sao chẳng báo tây thua, rồng nằm bể cạn heo may lắm, nước cũ ai là chả nhớ vua. Bài dịch của ông thực ra chỉ là một bài phỏng dịch nhằm mục đích trào phúng, cho nên nó không sát nguyên văn lắm. Tuy nhiên bài dịch của ông đã được nhiều người chú ý và khen hay, ngay cả một số người trong ban chấm thi, do đó các quan đành phải tặng thưởng. Nhưng rồi ông cũng vẫn bị bắt giữ mấy ngày để chịu phạt vì cái tội láo xược. Lúc được tha, các bạn đua rằng, anh không phải là đầu sứ mà là hàng sứ nghĩa là phải ở nhà pha tên gọi đùa này lưu truyền mãi cho đến khi ông mất tiếng trống lừng vang tin bắt được ý muốn nhắm đến việc ông đề thám thắng trận ở yên thế bắc giang nhưng mà chính quyền thực dân và bù nhìn đều muốn bưng bích, không cho nhân dân biết nước cũ ai là chả nhớ vua ý muốn nhắc đến vua hàm nghi lúc ấy ở bắc kỳ còn nhiều người quý mến thường nhắc đến vua hàm nghi luôn Thơ khiên tri phủ tài nịnh Nguyễn Thiện Kế sinh năm 1858 mất năm 1916 thường gọi là huyện nẻ hoặc huyện móm quê ở làng nẻ độ làng nẻ huyện Tiên Lữ tỉnh Hương Yên ông Độ cử nhân có ra làm quan nhưng rồi sau bị cách chức ông là một nhà nho ngang ngạnh và là một nhà thơ trào phúng có tài tương truyền một lần viên công sứ tỉnh Sơn Tây về kinh lý phủ Quảng Oai có mang theo cả vợ một mụ đầm to béo nút nít cuộc kinh lý ấy có cả phủ quảng và huyện hiệp hòa cùng đi dẫn đường lúc hai vợ chồng tên sứ tới một khúc đường lội mụ đầm váy dài người béo phì không nhảy qua được tên sứ còn đang băn khoăn thì phủ quảng đã sáng kiến kệ ngay vai cổng mụ đầm qua chỗ lội mụ đầm nặng quá phủ quảng thân nhà nho mảnh khảnh y ạch mãi mới qua được chỗ lội lúc cổng lại còn bảo nhỏ tri huyện hiệp hòa nâng hộ cái váy mụ sứ cho khỏi bị ướt Nguyễn Thiện Kế dạo ấy cũng đang đi thăm mấy người bạn ở Sơn Tây, nghe được rõ câu chuyện cổng đầm, lố bịch đó, bèn làm bài thơ gửi tặng tri phủ Quảng Oai như sau. Khen thay phủ Quảng khéo tranh ngầm, Vò nịnh anh Tây cổng mụ đầm, đôi vú ấp vai đầu ngẩn ngẩn, nghỉ, hai tay ôm đít mặt hầm hầm. May mà vững gối nhờ ơn tổ, khéo chẳng xa chân chết bỏ bầm. Ngoảnh bảo huyện hòa nâng váy hộ, rỉ tai nhăn mặt, bảo nhau thầm. Phủ quản được thơ giận tím gan, nhưng đó là sự thật mà y không thể chối cãi, bắt bẻ gì được. Gẹo một trả lời hai Sương Nguyệt Anh tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Khuê, sinh năm 1862, mất năm 1922, con gái thứ tư của Nguyễn Đình Chiểu. Bà là người có tài có sắc, nhưng cuộc đời riêng khá long đong. Đầu tiên bà lấy con trai một ông huyện là phó tổng Nguyễn Công Tinh. Sau ông này mất, bà lại làm bạn với ông Mai Lương Ngọc. Mấy năm sau, ông Ngọc cũng mất nốt. Từ đó bà không lấy ai nữa. Và trên cái tên hiệu cũ là Nguyệt Anh, bà bắt đầu thêm chữ Sương, người ở quá. Tương truyền trong thời kỳ bà ở quá, nhà bà hầu như lúc nào cũng có các tao nhân mặt khách tới thăm viếng ngâm vịnh để buôn lời cợt ghẹo. Có những kẻ ở xa mà cũng cố tìm cách gửi thư văn đến để nói chuyện Nguyệt Hoa. Một lần Phủ Học có gửi cho Sương Nguyệt Anh bài thơ như sau. Phải gần với Nguyệt lúc lưng vơi, đặng hỏi hàng Nga nổi sự đời. Ở hạ mây mưa còn kém sắc, về thu non nước tỏ cùng nơi. Hãy trông du lượng xây lầu rước, hoặc đợi thanh liên cất chén vời. Vóc ngọc há sờn cơn gió bụi, tài tình rõ mặt khá đua bơi. Bà Sư Nguyệt Anh thấy lời thơ có vẻ thô bạo, thiếu đứng đắn, tức mình bà liền hỏa luôn một lúc hai bài gửi lại cho phủ học. Đường xa vội vội dậm vơi vơi, nghĩ nổi mây xanh ngắn sự đời. Điện ái sông ân còn lắm lúc, mây ngàn hạt nội biết là nơi. Một dây oan trái rồi vay trả, mấy cuộc tan thương há đổi đời. Chức quỷ mưu thần âu những kẻ, gặp cơn nguy biến khó đua bơi. Hết lúc trăng đầy đến lúc vơi, dinh cư trong cuộc phải coi đời, ven mây bắn thỏ xa ngàn dặm, đáy nước cung thiềm tỏ khắp nơi. Nội trí đứa gian hiềm vẽ rạng, vui lòng người triết thú đua bơi. Khơi dòng hối thực, ưng ra mắt, đứng giữa trời xanh, tiếc chẳng dời. Phủ học khi nhận được một lúc hai bài thơ liền, thì đã biết ngay là gặp tay chẳng vừa, đến lúc đọc thấy giọng thơ cứng cỏi thì càng hoảng lắm. Từ đấy Tắc Hồng không còn dám buông lời cợt nhã gì đối với Sư Nguyệt Anh nữa. Thơ điên cuồng ngu ngộ Xiển ngộ tên thật là Nguyễn Văn Xiển, sinh vào khoảng năm 1860, người làng Hoàng Bột, huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa, cùng quê với Trạng Quỳnh. Ông thông minh hoạt bát, học giỏi nhưng thi mãi không đổ. Thường có những hành động cử chỉ ngạo ngược. Người đời cho ông là ngộ chữ, điên vì nhiều chữ quá. Và gọi ông là sĩ ngộ. Cái tên này đã thành phổ biến khắp vùng thanh hóa. Nhưng hành động ngỗ ngược của ông đã thành ra những giai thoại nhiều người biết. Một hôm đến Thanh Hóa đi thi, lại hỏng lần nữa. Ông buồn trầu, cùng các bạn hỏng thi ngồi than phiền, chật mượn rượu tiêu sầu nhưng sợ túi các thầy đồ đều hết tiền cả một bạn đố xiển dám vào xin tiền tôn thất thuyết lúc ấy đang làm tổng đốc thanh hóa có tiếng là hách dịch lắm xiển nhận làm ngay nhưng bắt anh em phải cuộc sáng sớm hôm sau tôn thất thuyết ra công đường thấy một người quỳ ở sân thuyết quát lính hỏi tên kia muốn kêu gì xiển đứng dậy trình ngay con muốn chết đến đây để nhờ lưỡi cơm của cụ lớn quá kiếp cho tôn thất thuyết quát Tên này thật là đồ điên cuồng ngu ngộ Vì sao mày lại muốn chết Xuyển đáp Bẩm cụ lớn Con là học trò thi hỏng Nhà lại nghèo Sống thêm hổ bút hổ nghiên Nên muốn chết cho rảnh Thuyết thấy xuyển có vẻ thư sinh nho nhã Nói năng lại hoạt bát liền bảo Nếu là học trò giỏi mà thi hỏng Thì cũng đáng thưởng Còn như học trò lười dốt Thì chết đi cũng phải Bây giờ ta ra đề cho ngươi vịnh thử bài thơ Xem ngươi là học trò hạng nào rồi thuyết lấy ngay đầu đề là điên cuồng ngu ngộ. Xiển ứng khẩu đọc luôn bốn câu như sau: Cao tổ điên hào kiệt, võ đế ngộ thần tiên, tăng điểm cuồng thiên địa, nhan tử ngu thánh hiền. Nghĩa là cao tổ điên đảo người hào kiệt, vũ đế giác ngộ chuyện thần tiên, tăng điểm ngông cuồng với dời đất, nhan tử ngu ngơ mà thánh hiền. Nghe bài thơ Tôn Thất Thuyết biết xiển là người tài giỏi học rộng trí nhanh, trong chớp mắt biến bốn chữ chê thành bốn chữ khen để tỏ chí khí của mình. Thuyết bèn thưởng cho xiển 30 quan tiền và an ủi khuyên lơn xiển nên cố gắng học nữa. Thế là xiển ngộ đã được cuộc, các bạn phải khao một bữa chén linh đình. Cao tổ, vũ đế, tăng điểm, nhàn tử. Bốn nhân vật kể ra đây đều là những bậc vua chúa thánh hiền tài giỏi trong sự sách hán cao tổ có tài thuyết phục làm cho những người tài giỏi phải theo mình hán vũ đế thích tìm hiểu chuyện thần tiên để rút ra những kinh nghiệm xử thế tăng điểm tăng tử là học trò giỏi nhất bậc nhất của khổng tử lúc nói chí hướng của mình ông không thích làm quan làm giàu mà thích sống thanh cao nhan tử nhan hồi học trò giỏi nhất của khổng tử bề ngoài ông có vẻ như người ngu đần nhưng thực ra là bậc thánh hiền Thơ chửi tri huyện Kiếp Trà tên thật là Hoàng Thủy Phương sinh năm 1873 và mất năm 1927. Quê ở làng Lê Xá, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ông Đỗ hai khoa tú tài nên gọi là kép. Kiếp trà là một nhà thơ châm biếm đã kích sâu sắc. Bọn quan lại tay sai thực dân rất kiết ông. Bởi thế lúc Nguyễn Duy Hàng tuần phủ Thái Bình bị chết về bom của hiệp sĩ Phạm Văn Trắng. Kiếp trà tuy không có liên quan gì nhưng cũng bị bắt giam. Về sau bị quản thuốc ông về làng dạy học và bốc thuốc, trở thành một cái gai đối với bọn quan lại ở trong vùng. Hồi ấy, huyện Duy Tiên có hai viên tri huyện khét tiếng gian tham, đó là Lê Tụng, con trai khâm sai Lê Hoang và Vũ Tuân. Đến lúc hai tên ấy đi khỏi rồi, nhân dân trong hạt đã tưởng là thoát nợ, chẳng dè tên quan tiếp đó lại là Lê Hữu Tích, gian ác cũng không kém. Lê Hữu Tích là người đàn trong, vốn là môn hạ dưới trướng Hoàng Cao Khải. Được Hoàng cất nhắc lên, Ít tháng sau khi tích về nhiệm chức, thì bỗng một hôm người ta thấy dán ở cổng huyện một bài thơ như sau. Tụng Tết tuân đi tội đã qua, mừng răng lại gặp cái thằng choa, ba que nó vúng giòn tay xỏ. Chính tổng nào ai há miệng ra, chân đôm đã mòn chân chó sói, soi gương chẳng thẹn mặt dơ già, ai ngờ hữu tích mà vô tích, sao chẳng thơ đi hỏi kép trà. Lê Hữu Tích xem thơ tức lắm, lập tức sai nha lại, tổng lý tìm cho ra đứa nào dám nói láo như vậy. Bọn tay chân nghi cho người này người khác, mà không nghi cho kiếp trà, vì câu thơ cuối có vẻ như lời người khác nói với kiếp trà. Tuy nhiên, cuối cùng chúng cũng cho là kiếp trà có liên quan và lui ông lên huyện. Tại huyện, kiếp trà đối đáp trôi chảy, rồi chẳng có bằng chứng gì ông lại được tha về. Nhưng ông lại không về ngay, cứ ngồi uống trà trong quán ở trước cổng huyện. Ai hỏi ông lên huyện có việc chi? thì ông lại đem việc bài thơ chửi quan ra trả lời, rồi nhân tiện lại đọc luôn cả bài thơ cho họ nghe. Do đó, chả mấy chút bài thơ đã lan khắp trong hạt. Viên tri huyện biết vậy, tức anh ách, nhưng cũng phải cắn răng mà chịu. Cầu đối Vịnh Gông Cùm Sau vụ đề thơ ở cổng huyện Duy Tiên, kiếp trạ lên thăm người con rể dạy học ở Bắc Giang, vùng giáp Thái Nguyên, và nhân dịp nghe ngóng tin tức các ông đội cấn ba quyền nổi lên đánh tây lúc kiếp trà về đến ga đồng văn vào quán uống rượu gặp tên cai lệ huyện duy tiên tay sai và mật thám của lê hữu tích hắn chào và hỏi ông đi chơi đâu kiếp trà đương say ngất ngưỡng trả lời trẫm vừa đi bắt tuần về đây hắn lại hỏi chắc cụ đi thái về ông trả lời đúng thế rồi ít hôm sau ông bị bắt lên huyện bị hỏi cung, bị giải linh tỉnh và bị giam ở Đề Lao. Thì ra đó là một cuộc trả thù hèn hạ của tên tri huyện Lê Hữu Tích. Trong khi bị giam, chân bị cùm, cổ mang gông, kiếp trà là một bài thơ đùa, nay còn truyền lại được mấy câu như sau. Cơm nước ngày thường dân bữa một, ra vào lính tráng xếp hàng hai, đôi vần nhật nguyệt soi quanh gót, một gánh cương thường nặng tróc vai bị giam ít lâu, ông bị đem ra xử. Tòa án không thể kết tội vì không có bằng chứng cụ thể, ông chỉ bị đưa về quản thúc ở làng. Lúc về làng gặp lại bạn thân đến thăm hỏi, ông lại đọc đôi câu đối rằng Chén giận tung lên trời cũng nhỏ, gươm thù đặt xuống đất còn to. Nói lên sự căm hờn của mình đối với cái chế độ vô quan thối nát, thực dân tham tàn.